Giờ này quay cho bác cái con tỉa cành mới dọn xong này nhá, chính là con komatsu. Con này thì rất là mới, rất là ngon nhá, lưỡi rất là sắc. Đấy. Như này, từ đầu đến cuối này. Đấy, con tỉa cành komatsu nhá. Hôm trước có bác nào điện hỏi đấy thì các bác xem được thì liên lạc với em luôn nhá. Đấy, rồi, test máy cho bác xem nhá. Thì rất ngon nhá, tiếng nghe bạch 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 bạch. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, lại này. Đấy, nghe rất ngon, ra lên đây. Rồi, ok. Như vậy rất là ngon nhá. Rồi, tắt máy. Con này là con lưỡi dài nhá. Lưỡi dài gọi là 73. Đấy. Đây. Chi tiết này máy vừa mới làm lổ nhá, chưa vệ sinh. Made in China gì này này. Made in Japan. Đây, made in Japan đây. Made in Japan, đấy nhìn thấy không? Cái vỏ của made in Japan. Đấy. Đấy, chế của nó là chế ga ngang nhá. Wanzo. Đấy, rất là ngon. Đấy, cái hàng Komatsu này thì rất là đắt. Đấy. Đấy, ngoài ra thì bên em cũng về một đống hàng chưa dọn kia, nhưng mà con này là con có khả năng đó là vừa là hàng hệ và hàng là đẹp. Các bác nhá. Đấy, bác nào mua thì hôm trước có gọi điện đấy thì liên lạc với em luôn nhá. Rồi, cảm ơn các bác xem video.